Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Ảnh Chế. Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em những phiên bản cosplay vô cùng hài hước xoay quanh bộ phim Thanh Gươm Diệt Quỷ. Xin mời anh em đón xem. Đây là sự kết hợp giữa người nhện và Tanjiro nhưng bị dính ngải heo. Sau đây anh béo sẽ sử dụng một quả trứng để cosplay. Đầu tiên anh ta cắt đôi quả trứng này ra, sau đó cho một nửa quả trứng vào mồm, còn nửa quả trứng anh ta dán lên trán. Tiếp theo là gắn một cánh tay búp bê lên mái tóc. Vậy là anh ta đã cosplay thành công con quỷ Gutsuko. Cosplay xong, anh ta liền ăn ngay quả trứng cho khỏi phí. Sau đây, anh béo sẽ sử dụng nước sô-cô-la để cosplay. Đầu tiên anh ta đổ nước sô-cô-la lên một cái khuôn như thế này. Sau đó anh ta cho cái khuôn vào tủ lạnh để làm đông cứng. Vậy là anh béo đã có một thanh kiếm màu nâu như của Tanjiro. Tiếp theo anh béo sẽ sử dụng khả năng vẽ vời điêu luyện của mình để cosplay. Sau đó anh ta dán băng dính màu đen và màu xanh lên cơ thể để làm chiếc áo. Vậy là một mình anh ta đã cosplay được hai nhân vật Tanjiro và Nezuko đang ôm nhau trên tuyết. Xin giới thiệu với anh em, đây là Nezuko phiên bản còi xương. Nezuko này mà đem đi nấu cao thì chắc cũng phải được vài hũ cốt. Và đây là Nezuko phiên bản Shopee đến từ châu Phi. Tiếp theo là Nezuko phiên bản hơi đô. Mấy con quỷ mà thấy phiên bản Nezuko này chắc phải tè ra quần mất thôi. Sau đây, anh béo sẽ sử dụng khả năng nhào nắng đất sét của mình để cosplay. Đầu tiên anh ta nhào nắng những cục đất sét rồi đắp lên gương mặt của mình. Vậy là anh ta đã hóa thân thành Inosuke nhưng có cái mùi đông hơi lạ một chút. Đây là luyện trù Mitsuri phiên bản lực điền. Xin giới thiệu với anh em, đây là heo trù Mitsuri, luyện trù Mitsuri. Tiếp theo là luyện trù Mitsuri phiên bản thổ dân châu Phi. Sau đây anh béo sẽ sử dụng những chiếc kẹp này để cosplay. Đầu tiên anh béo sẽ sử dụng những chiếc kẹp kẹp lên đầu của mình để làm tóc. Vậy là anh ta đã cosplay được thân hình nóng bỏng của luyện trù Mitsuri. Nhìn cái thân hình này, mình lại thèm cái món thịt kho tàu quá mất thôi. Thì ra lời nguyền Okaza ám vào thủ lĩnh Ozakata hóa ra được làm từ kẹp khoai môn. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like.